nay là mừng sinh nhật của con gái Trân nha. Mà tụi con mời được Adnon về hay gì vậy? Yeah. Để Adnon chơi vô. Ô, mở tám. Hello, mở tám. Còn bánh đại. Còn bánh nào? Không biết kìa, Miêu trả lại không biết kìa. Ba đi rồi. Ba đi rồi hả? Ba đi đó. Vin nữa. Giờ 9 giờ mấy rồi. Đây, cậu Minh ra xuất hiện. Còn chị ba phơ đâu? Em phơ đâu? Phơ, hôm nay có Adnon trong nhà mình được không? Nè, Adnon Challenger nè. Quay ba là sao ba quay? 1, 2, 3, quay. Vậy hả? Vô không? Thấy bà không? Quay có nay nữa. Câu này hả? Đợi xíu đi. Câu này đang sức ghẻ nha. Sinh nhật chị hai câu này đang sức ghẻ. Viên uống uống sữa hả Viên? Biêu, biêu, con làm gì vậy? Con làm gì vậy? Chị ba chưa? Chị ba rồi, trời, chị ba là chị ba Jennifer con hả? Chị ba mới mua dài á, mới mang dài về đó nha. Trời ơi, hai bạn đó ngồi kỳ vậy hai bạn. Quay sinh nhật đăng lên kênh cho bà ngoại, ông ngoại được coi nha. Đây là hậu kỳ trước khi chụp hình. Trời ơi, 9 giờ tối rồi nha các bạn, hậu kỳ trước khi chụp hình nha. Yeah. Là bị hai cái phim bị hai the scene. Đúng rồi, chứ quay hậu kỳ là khi người ta làm ra cái video mới gọi là hậu kỳ. Ba lộn. What? I don't know English. Mở tám ơi, cậu Minh ơi, cậu tám ơi. Bốn ba món bên trên là phần dưới ha. Rồi ba lên thay đồ rồi nha, ba xuống ăn bánh kem rồi nha. Tết.
Xa ra. Hôm nay đi máy.
Này thứ sáu. Thứ sáu mà. Thứ bảy của mày không học đúng không? Thứ sáu cho con luôn. Dạ. Má nó tự động chụp mà. 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 Má
video của tụi con chỉ làm được xong rồi nhưng mà để lên đi. Dạ. Ủa sao mà các bạn thân lực quá. Thôi con hết rồi. Đó lên đi. Bây giờ tới chương trình mình không bắt kem đâu, cái đầu cũng quay video chụp hình gì đâu. Cái này nó sẽ nữa. Mày cho mày ăn tải mà. Ừ nhưng mà đẹp. Đi. Chơi cái mũ. Không có hả?
Cái năm lên kìa. Ba cho hội trường coi. Cái này. Cái mẹ cái này. Cái mẹ cái này. Làm ăn giống mình bên đi. Để cái dĩa đó. Quên mặt nó. Em hình á, không biết đâu. Ủa, sao nó khác vậy?
chị chỉ hai chục ba ngàn cá thôi. Thôi, nó ăn bánh chè tối đó, không có ăn gì đó đi, ăn miếng là đi chơi thôi.